Chào mọi người, cái video ngày hôm nay Dung sẽ gửi đến mọi người hai cái điều nhắn nhủ mà trong những cái video trước Dung làm thì Dung thấy có một số comment, đặc biệt là video về việc ăn chay, chia sẻ về việc ăn chay trường của Dung. Thì Dung thấy có một vài comment giống như các bạn nói là nhắn những cái comment kiểu đại loại như là máu thịt đỏ, kiểu là mấy bạn muốn khuyên là tựa đề của cái bài thơ là cái gì thì Dung không nhớ rõ, nhưng mà giống như là mọi người giống như là đồng ý với cái việc mình ăn chay và gửi những cái bài nói về việc sát sanh của mọi người, rồi máu thịt rồi này kia kia nọ. Thì thực ra thì mục đích ăn chay của Dung không phải là để gọi là cái gì đó to tát, mà chỉ đơn giản là Dung tự động thấy mình thích ăn chay và mình ăn chay vậy thôi. Và nếu như có thể thì mình có thể giảm bớt cái việc ăn thịt động vật lại, chỉ đơn giản là như vậy. Chứ ngoài ra Dung không có ý, giống như những cái video trước Dung có nói là Dung hoàn toàn không có ý hoặc là không muốn nhắc gì về cái tôn giáo hay là cái gì hoặc là theo một cái đạo giáo nào hết. Cho nên là mọi người thông cảm giúp Dung là Dung đọc comment rồi nhưng Dung sẽ xóa, tại vì cái video đó là như video 5 lợi ích của việc ăn chay thì là có tới 1000+ lượt xem rồi. Thì Dung làm cái kênh này không chỉ chia sẻ về việc ăn chay trường mà còn chia sẻ về cuộc sống và những cái điều xảy ra xung quanh Dung. Nên Dung muốn mọi người là những người follower thì Dung muốn xem mọi người cũng giống như là những người bạn, những người ở trong gia đình của mình, biết đâu mình có thể gặp ở ngoài đời vào một ngày nào đó. Tại vì bây giờ kênh hiện tại thì chỉ có mấy chục người follow thôi, nhưng biết đâu được, nếu như mình không có thể nói trước được cái điều gì trong tương lai hết. Nhưng mà mục đích của Dung ăn chay đơn giản là chỉ vì mình thấy thích và mình ăn thế thôi. Nên mọi người, Dung biết là mọi người gửi những cái comment như vậy là để ủng hộ rồi cũng để nhắc nhở. Nhưng mà Dung đọc những cái comment mà kiểu giống như là xác thịt động vật, những cái bài thơ như vậy, Dung thấy sợ lắm. Dung cảm thấy một cái gì đó nó rất là to tát mà mình làm cho mình sợ hãi lắm. Cho nên là hoặc là nhiều người nói là ăn chay vì lòng từ bi, hoặc là có những cái comment giống như nhắc nhở về lòng từ bi này kia, thì Dung thấy nó là một cái gì đó quá là to tát, nên Dung thực sự không dám và cũng không bao giờ muốn nghĩ tới luôn là lòng từ bi là một cái gì đó nó rất là thiêng liêng và to lớn. Nên là Dung không nghĩ rằng là mình ăn chay vì lòng từ bi gì hết. Mình cũng là một cái người trần mắt thịt bình thường, ở ngoài những cái điều gì mình làm, mình có thể làm cho chính bản thân mình, cho gia đình và cho những người xung quanh. Mình làm được gì thì mình làm, cho nên Dung cũng không thích nhắc nhở, hoặc là không phải là nhắc nhở, nhưng mà cũng không thích nói gì to tát đến cái việc mình ăn chay là vì lòng từ bi hay là vì gì hết. Dù nó không sai, nói về trong đạo Phật thì nó không sai, và dù kể cả như là Dung có theo đạo Phật hay bất kỳ một cái đạo nào đi chăng nữa thì Dung cũng không muốn nói về việc là mình ăn chay vì lòng từ bi. Tại vì hai cái chữ từ bi là đối với Dung là một cái gì đó nó rất là lớn, rất là thiêng liêng, mà nếu mình không cẩn thận, mình có thể dùng nó không có đúng chỗ, đúng lúc thì sẽ không hay, và sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh, đặc biệt là những người đang theo đạo Phật, hay là những cái người có những cái hiểu biết sâu sắc. Tại vì có những người người ta ăn chay rất là nhiều năm, mấy chục năm rồi, chưa kể là các vị thầy, những người xuất gia người ta ăn chay từ bé nữa, nhưng mà người ta cũng không bao giờ, ít khi nói đến việc này. Dung chỉ mới ăn chay có 6 tháng thôi, nên nó không, Dung cảm thấy mình chỉ là một, giống như là một con chim nhỏ bé, nó không là một cái gì to tát để mà nói về việc là mình ăn chay vì lòng từ bi hay là gì cả. Hoặc là mọi người có những cái comment kiểu như là nhắc nhở về việc máu thịt động vật, máu thịt chúng sanh, không biết sao Dung nghe tới những cái đó Dung sợ lắm, cho nên Dung đọc xong Dung cảm thấy rợn gai ốc. Dù mình biết đó là những cái đó, những bài thơ đó nói là không sai, nhưng mà Dung thấy nó cường điệu quá, và Dung thấy nó không phải là lúc để mà mọi người
gửi cho Dung những cái bài thơ như vậy. Cho nên Dung xin phép và mọi người thông cảm giúp Dung là Dung sẽ xóa những cái comment như vậy. Và Dung chỉ để là những cái comment nào đó nó lạc quan hơn một chút xíu, nó tích cực hơn một chút xíu thôi. Và Dung không dám nhận những cái, dù biết đó là những cái điều mà mọi người cũng muốn gửi cho Dung một cái thông điệp gì đó, nhưng Dung không dám nhận những cái điều này. Nên là một lần nữa thì mọi người thông cảm giúp Dung nha. Và có thể sau khi xem cái video này thì mọi người có thể unfollow Dung hoặc là không theo dõi thì cũng không vấn đề gì hết. Mọi người có quyền lựa chọn theo dõi bất kỳ một ai ở trên cái YouTube. Dung cũng là một người xem rất là nhiều video của các cái YouTuber khác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chứ không riêng về một lĩnh vực nào khác hay là chỉ duy nhất về việc ăn chay. Cho nên là mình cũng không cần phải follow một ai, mà mình Dung thường rất ít khi follow người nào rồi sau đó lại unfollow, rất ít khi là như vậy. Tại một ai đó mà khi Dung đã follow rồi thì Dung chắc chắn rằng là họ cũng sẽ có những cái điều mà mình sẽ muốn, chỉ muốn xem và xem họ hoài mà thôi. Và họ cũng có những cái tương đồng với mình trong cách suy nghĩ, trong cách sống, hay là về những cái điều mà mình có thể tham khảo hoặc học hỏi trong cuộc sống là như vậy. Còn hầu hết thì hầu như Dung xem xong đã Dung thoát ra, chứ Dung cũng rất là ít follow một ai. Nhưng một khi Dung đã ấn nút follow thì chắc chắn rằng cái người đó sẽ là người Dung theo dõi thường xuyên, giống như cả một cái hành trình cùng với họ, cũng giống như bạn thích ai, mình có quyền lựa chọn bất kỳ một ai mà mình thích để mình follow. Nhưng mà theo Dung nghĩ, một khi đã follow một ai đó rằng rồi thì mọi người hãy chắc chắn rằng mọi người là cũng giống như một người bạn, một người sẽ cùng đồng hành trên cái chặng đường đó cùng với họ, chứ không phải follow vì thích thì bấm, không thích thì thôi. Điều quan trọng Dung cần đó là chất lượng, ít người follower cũng được, không vấn đề gì hết. Bao nhiêu người không có quan trọng, nhưng mà điều quan trọng là mọi người khi follow Dung thì mọi người sẽ biết được là Dung là, ít ra không thể biết được hết 100% con người thật của Dung là ai, nhưng ít ra cũng biết được Dung có một cái điều gì đó mà có thể thu hút mọi người hoặc là giữ mọi người ở lại lâu. Tại vì Dung thấy có một vài bạn follow một vài những cái, kể cả trên Instagram hay trên Facebook, thì follow một vài người nào đó trong một thời gian ngắn, hoặc là một cái bạn nào đó, hoặc là một cái model nào đó, hoặc là một người nào đó mới nổi tiếng, thì follow bạn đó xong trong một thời gian, là lúc trước khi mà họ follow người này á thì người này chưa có thay đổi nhiều, nghĩa là thay đổi về ngoại hình, ý Dung nói là ví dụ như là bơm môi hay là sửa ngực. Nhưng mà sau khi mà người ta thấy cái người này bơm môi sửa ngực xong thì họ mới nhắn tin rằng là họ thất vọng vì cái người này cứ tưởng là họ tự tin với cái vóc dáng cũ của họ, nhưng không ngờ là họ đó là lý do vì sao mình follow bạn, nhưng mà không ngờ rằng là bạn bây giờ bạn thiếu tự tin nên bạn mới đi sửa cái này cái kia, em thật là buồn và thất vọng về chị, ví dụ như vậy. Hoặc là nhiều những cái bạn Dung thấy rất là vô lý, nghĩa là cái cơ thể của người ta muốn thay đổi điều gì, người ta muốn sửa đẹp bên ngoài, đẹp bên trong, hay là đẹp cái nào cũng là đẹp hết, thì người ta chọn cách nào mà miễn là họ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất có thể là được. Mình là người follower thì mình chỉ theo dõi họ vì những cái gì mình hay, cái gì mà họ có hay để mình học hỏi thì mình follow, chứ họ cũng mình đừng có tạo một cái áp lực cho cả chính bản thân mình mà cho cả cái người thần tượng mà mình follow nữa. Ở đây Dung không nói Dung là thần tượng của mọi người đừng có hiểu sai ý Dung nha. Nhưng mà những cái, tại vì khi bạn nói bạn buồn, bạn thất vọng vì cái người mà bạn đã từng follow làm điều này bạn không thích, thì đó là một cái gì đó, nó giống như bạn đặt cái áp lực lên cho người ta và cũng cho chính bạn. Giống như là nó không có một cái lối thoát á, tại vì bạn không chắc chắn rằng là một ngày nào đó, không chắc chắn rằng là ngày nào người ta cũng làm những cái điều mà mình thích. Đó, hai con người không liên quan gì đến nhau, hai con người xa lạ không biết gì nhau, chỉ biết ở trên mạng xã hội thôi, thì cũng không thể nào mà mình biết trước, mình biết chắc được con người của người ta 100% được. Cho nên mọi người, Dung muốn là mọi người đừng có ấn follow, đừng có follow Dung cái gì hết. Mọi người cứ xem những cái video clip mà Dung post, nhưng mà một khi mọi người follow thì hãy làm những cái điều tích cực, hoặc là post hoặc là comment những cái điều tích cực cho những cái bạn khác
có lỡ có đọc cái comment tại Dung không muốn những cái người bạn của mình hay là một ai đó để follow mình nhiều năm, không phải nhiều năm, hoặc là để follow mình từ trước đến giờ, một ngày tự nhiên họ đi làm bận rộn cả ngày đúng không, họ về họ mở cái video của mình lên, dù cái nội dung của video mình thì rất là vui vẻ, không có gì phải phàn nàn, nhưng đọc những cái comment ở bên dưới thì cũng tạo cho người ta một cái cảm giác giống như là bị tụt mood đó, hoặc là một cái điều gì đó không vui, không vui vẻ, thì Dung không thích lắm. Cho nên để công bằng thì Dung muốn là mọi người hãy cùng nhau tích cực, có nghĩa là gửi những cái comment tích cực để khuyến khích làm những cái điều tích cực ở trong cuộc sống, nếu như mình có thể cho người khác, chứ Dung không muốn giữ lại những cái bạn hoặc là những cái comment nào đó mà nó quá tiêu cực. Dù Dung biết rằng là những cái comment lúc trước, giống như Dung nói ở phần trước đó, thì các bạn cũng không có ý gì đâu, nhưng mà cái đó nó hơi quá một chút xíu thì Dung cũng rất ngại để đọc như vậy. Và Dung cũng, nếu người nào người ta không hiểu hoặc người ta không phải là người ăn chay trường, người ta cũng không biết gì về tôn giáo, về đạo Phật, thì họ đọc như vậy họ thấy kinh hãi lắm. Nên là mọi người hiểu cho Dung nha. Để Dung kể cho mọi người nghe một minh chứng, một ví dụ nữa về cái việc gọi là cứu động vật, không ăn thịt động vật. Có một cái bạn đó ở trên Instagram, Dung thì không có follow bạn đó, nhưng mà thỉnh thoảng Dung có vào xem, tại vì bạn đó có những cái thông tin mà Dung cần, nhưng mà để follow thì cũng chưa thực sự cần thiết lắm. Tại vì như Dung đã nói đó, Dung một khi đã follow ai thì người đó chắc chắn là Dung sẽ xem rất là nhiều video của họ và follow hoài luôn. Thì bạn đó có post một cái trên cái story Instagram của bạn đó, là bạn đó có đi vào sở thú và thấy rất là nhiều voi ở trong đó. Giống như mọi người đi sở thú ở Sài Gòn thì mọi người thấy là voi ở trong đó, rồi mình vào thì mình mua đồ ăn rồi cho voi đúng không, mua đồ ăn rồi làm trò nữa. Có những ngày voi, có những người ta hướng dẫn đó, thì người ta làm trò xiếc đồ này nọ trong đó. Thì bạn đó mới nói rằng là bạn dù biết rằng là voi làm xiếc để mua vui cho mọi người, nhưng mà bạn đó rất là thấy thất vọng và buồn, và thực sự không muốn bị voi bị nhốt ở trong chuồng như vậy, ở trong sở thú. Hãy thả voi về với tự nhiên, và bạn đó không có đồng ý và không vui chút nào khi mà thấy như vậy, rất là buồn. Thì bạn, thực ra những cái điều bạn đó nói, tại vì Dung có theo dõi bạn đó, không nhấn theo dõi, nhưng mà thỉnh thoảng có vào cái profile của bạn đó, thì Dung thấy bạn đó là một người rất là dễ thương, rất là chân thành. Nhưng mà và khi những cái điều bạn ấy nói về cái việc là cảm thấy tội cho những con voi như vậy là không có gì sai, là đúng. Nhưng mà rồi sau đó một cái story trên Instagram khác, một ngày hôm sau, thì bạn đó lại post về việc là bạn ấy hạnh phúc như thế nào khi có một cái người em mang tới cho một đống thịt bò trong tủ lạnh, và bạn đó có thể ăn cái đống thịt này trong vòng một tháng. Nói chung là khâu Dung xong nhớ rõ, nhưng mà đại loại là cái video của cái Instagram đó là khoe về việc là bạn đó mới được cho thịt bò. Thì bạn, mọi người lúc đó thì Dung định là sẽ dù bạn ấy làm cả hai điều rất là vô tư, nhưng mà lúc đó Dung định inbox, có nghĩa là direct bạn đó để nhắn tin là Dung cho bạn đó biết là bạn ấy không nên nói như vậy, nó rất là mâu thuẫn. Mọi người có biết vì sao mâu thuẫn không? Hôm trước thì bạn nói rằng là nhốt động vật là cái gì đó thấy rất là buồn, hãy trả về cho tự nhiên. Cái điều nhốt động vật còn đỡ hơn là việc bạn sát hại động vật để ăn thịt. Và con bò cũng là một con động vật, đúng không? Chứ không phải là voi thì bạn thấy tội, còn thịt bò thì bạn ăn. Như vậy thì nó quá là mâu thuẫn với những cái... Tại vì ở trên Instagram, như mọi người biết, là người ta follow bạn là bạn phải thỉnh thoảng hay post những cái video hay những cái hình ảnh gì đó trên Instagram, và nó lưu giữ trên cái story của Instagram thì nó sẽ lưu giữ trong vòng 24 giờ. Đó là một cái cách để cho người ta ấn follow bạn ở trên Instagram, vì người ta theo dõi những cái đó, người ta biết những cái việc hàng ngày mọi người làm, những cái suy nghĩ, nói chung là một cái gì diễn ra xung quanh cuộc sống hàng ngày của mọi người.
Đó. Thì người follower người ta rất là thông minh và họ cũng có vô vàn sự lựa chọn. Cho nên mọi người có thấy là nếu mình không cẩn thận á, thì mình có thể đôi khi mình rất là vô tư để nói về chuyện này, giống như bạn đó. Bạn ấy chia sẻ có thể tấm lòng của bạn là bạn ấy cảm thấy tội cho những con voi đó, nhưng mà ngày hôm sau thì lại là khoe về việc là mình có rất là nhiều thịt bò, được cho rất là nhiều thịt bò để ăn và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Thì là nó quá mâu thuẫn. Tại vì nếu nói như vậy thì con voi là động vật, con bò không phải là động vật hay sao, đúng không? Cho nên chỉ cần một chút sơ suất nhỏ đó thôi, người follow, những cái người xem mình ở trên mạng xã hội, người ta rất là tinh tế. Cho nên mà bạn còn chưa biết rằng là ai là những cái người giống như Dung bây giờ, ai follow Dung, Dung đâu hề biết, Dung không hề biết, trừ khi những cái người bạn nào của mình mà có tên tuổi hoặc là họ nói họ follow mình thì mình sẽ biết. Còn ngoài ra hầu hết là 80-90% Dung không biết ai là người follower của mình hết. Có những người chỉ mới là những người nông dân bình thường, cũng có những người là hiểu biết rất là rộng, có những người làm những cái chức vụ rất là cao, không ai biết được, đúng không? Cho nên là mọi người phải Dung rất sợ, nên mọi người phải cẩn thận về việc post hay nói những cái điều gì mình suy nghĩ. Nó phải thực sự logic và nó phải thực sự đúng, chứ không phải hôm nay mình nói thế này rồi ngày mai mình nói thứ kia, rồi dù rằng cái điều mình nói rất là vô tư, không có là dối lòng hay là không có nói xạo, nhưng nó sẽ rất vô lý khi người ta hỏi lại những điều như vậy. Giống như cái ví dụ Dung vừa cho, đó là một câu chuyện có thật luôn á, ở trên mạng xã hội trong vài ngày trước. Cho nên là Dung rất sợ và rất cẩn thận khi mình làm những cái video về việc ăn chay trường. Tại vì nói về ăn chay là một lĩnh vực khác, nhưng để nói về tôn giáo, về đạo giáo thì lại là một cái gì đó rất là nhạy cảm và nguy hiểm nếu như mình không cẩn thận. Và mình cũng Dung nghĩ rằng là mục đích để Dung làm những cái video chia sẻ về việc ăn chay chỉ đơn giản là dành, giống như Dung nói, là dành cho những bạn nào có ý định muốn ăn chay, hoặc là mới bắt đầu ăn chay và nản, hoặc là không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Chứ Dung không dành những cái video này để khuyến khích mọi người đang ăn mặn chuyển sang ăn chay. Mọi người nhớ giùm Dung nhé. Nên Dung không hề có ý định khuyên ai phải theo mình hết. Đó, cho nên là Dung rất ngại để nói hoặc là chia sẻ cái gì đó mà nó không có thật, hoặc là nó không có đúng, hoặc là nó đi quá xa, hoặc là mình nói quá, đề cao quá về cái việc mình ăn chay cũng là không tốt. Quan niệm của Dung là làm được gì thì làm, làm trước, hãy làm trước đi rồi hẳn nói, hoặc là đôi khi cứ làm đi và mọi người nhìn mình, chứ cũng không cần phải nói quá nhiều về cái điều mình đang làm. Đó, rồi cộng thêm nữa, điều thứ hai mà Dung muốn nhắn gửi thêm với những bạn đã follower Dung, không nhớ rõ bạn đó là ai, nhưng mà bạn ấy có một cái video mà Dung nhớ là nói về việc chia sẻ về việc skincare hay là về dùng những sản phẩm gì đó, hình như là The Ordinary, về sản phẩm mà để dưỡng ẩm da. Thì trong video Dung đã có nói rõ ràng là Dung không có quảng cáo cho bất kỳ cho sản phẩm này hay là gì hết. Nên ở trong cái video lúc mà miêu tả sản phẩm thì Dung có gửi một cái hình ảnh ở trên màn hình. Khi mọi người xem video, nếu mọi người theo dõi hết video thì mọi người sẽ thấy. Thì đó là cái thông tin của cái nơi và địa chỉ mà Dung mua cái sản phẩm đó. Và mọi người chỉ cần cho đứng cái, có nghĩa là chỉ cần chụp màn hình hoặc là zoom lại là sẽ thấy cái địa chỉ rất là rõ ràng Dung mua trên đó. Chứ Dung không có gửi cái link ở phần mô tả bên dưới, bởi vì để tránh việc hiểu lầm rằng là Dung quảng cáo cho bất kỳ một sản phẩm nào hay quảng cáo cho cái sản phẩm đó. Nhưng mà bạn đó không biết là vì lý do gì, hoặc là có thể bạn ấy xem hay lướt qua hay không thấy như thế nào đó, mà bạn đó nhắn tin bảo là cái câu mà bạn nhắn là: chị ơi, cho địa chỉ, cho gửi link để mua sản phẩm ở đâu,
hay gì gì đó, nhưng mà cái cách nói có thể là khi bạn, đó là cái cách mà bạn đã hay nói chuyện, và cái lúc nói chuyện thì đó là cái, có nghĩa là bạn ấy không có một cái ý gì gọi là mất lịch sự hay là gì gì hết. Nhưng mọi người phải cẩn thận với cái việc là chính vì mình không biết nhau, mình không biết, mọi người không biết Dung là ai, Dung cũng không biết mọi người là ai, Dung cũng không bao giờ có cơ hội để tìm hiểu mọi người. Nên nếu như mình có nhắn tin ở trên Facebook, ở trên YouTube hay comment bất kỳ một cái gì, mọi người phải hết sức cẩn thận với cái cách dùng từ ngữ hoặc là cái văn nói của mình. Thay vì bạn hỏi một cái câu trọn như vậy thì mọi người nên hỏi là: chị ơi, chị có thể gửi cho em cái link mua sản phẩm hay không? Thì nếu mà Dung không gửi thì Dung có thể chụp lại cái màn hình cho mọi người hay là gì đó. Nhưng mà bạn ấy nói rất là trống không như vậy. Và bạn ấy kể cả, theo Dung biết thì bạn ấy kể cả cũng không là người follow mình ở trên cái YouTube, trên cái kênh của mình nữa. Bạn ấy không phải là follower của mình. Thì Dung muốn nhắn gửi với mọi người, bất kỳ, không phải chỉ riêng về việc mọi người follow Dung trên YouTube hay không, mà trong bất kỳ chuyện gì trong cuộc đời của mọi người cũng vậy. Nghĩa là nếu mình không có đóng góp thì mình đừng có bao giờ có ý kiến. Mọi người phải hiểu ý Dung nói, nghĩa là Dung không có ý gì khác, nhưng mà ý Dung nói ở đây là mình, bạn không có xem cái hết cái video để xem rằng là cái sản phẩm của Dung mua ở đâu, mà bạn ấy cũng không phải là người follow mình, nghĩa là mình không có đóng góp một cái gì hết, nhưng mình lại là người, bạn chỉ là một cái ví dụ nhỏ thôi, chứ Dung không có ý nói gì về bạn hết nhé. Nhưng mà mình không có đóng góp một cái gì, nhưng mình lại là người hay có ý kiến. Mà trong, ở ngoài cuộc sống hàng ngày, Dung thấy rất là nhiều người như vậy. Thì ai trong một mối quan hệ nào cũng vậy, phải có sự qua lại và cho nhận rõ ràng, thì cả người nhận và người cho, cả hai người trong mối quan hệ đó đều cảm thấy hạnh phúc và happy. Giống như là khi bạn yêu ai, hay trong tình bạn cũng vậy, một người nào, kể cả chồng vợ, không ai có thể cho không ai hoài, và một người kia cũng không thể là trở thành người nhận hoài. Cho nên là mọi người, và Dung nghĩ rằng là trước khi Dung làm cái video clip đó, và Dung đã dùng sản phẩm đó từ rất lâu, từ cả năm nay rồi, thì Dung cũng không hề hỏi bất kỳ một ai là sản phẩm này mua ở đâu. Mọi thứ nó đều có ở trên mạng xã hội, ở trên YouTube, trên Facebook. Và rất Việt Nam mình thì dùng Facebook rất là nhiều nữa, cho nên rất là dễ để tìm mua những cái sản phẩm này, chứ hoàn toàn không khó. Và việc của Dung là Dung cũng đã tự đi tìm hiểu, chứ Dung cũng không hỏi một YouTuber nào trên YouTube về sản phẩm này mua ở đâu đó. Cho nên là Dung khuyên mọi người là làm bất kỳ một việc gì cũng vậy, mình cần phải hiểu rằng là mình đang ở đâu và mình đang ở vị trí này, mình đã làm được những gì cho ai, mình đã đóng góp được gì trước khi mình yêu cầu họ phải cho mình một điều gì đó. Tại vì Dung làm video clip, Dung cũng không biết là kiếm tiền tới đâu, không biết là không có cái gì hết, cũng chỉ là một cái kênh mới, cũng chỉ có mấy chục người theo dõi thôi. Nó cũng không, mục đích của Dung là chỉ thấy vui khi làm nó, những cái lúc rảnh rỗi và mình chia sẻ được cái gì thì mình chia sẻ, chứ cũng không có mong cầu, không có nghĩ ngợi điều gì lớn lao hoặc là to tát hơn đó. Nhưng mà Dung cũng đã dành ra thời gian, công sức để làm, để sửa chữa, edit video và nhiều thứ khác. Từ ngày mà Dung làm video clip ở trên YouTube, Dung mới hiểu được là những cái bạn YouTuber vất vả và cực khổ như thế nào. Đây là Dung ngồi ở nhà để Dung quay nhé. Còn những bạn phải đi ra ngoài để quay ở ngoại cảnh, họ quay ở những cái lúc mà mọi người ngủ hết rồi thì họ lại đi quay, hoặc là có rất là nhiều việc để phải làm và rất vất vả. Chứ không phải mọi người cứ nghĩ nghề YouTuber là chỉ quay tào lao, post lên rồi xong rồi lãnh tiền hàng tháng. Là Dung thấy nó hoàn toàn không có đúng như vậy. Nghề này cũng là một trong những nghề được vinh danh. Tại vì bạn nghĩ đi, nếu một ngày nào đó bạn đi làm về không có YouTube, không có gì hết, bạn coi cái gì đây? Có rất nhiều thông tin hữu ích và có nhiều thứ mà thay đổi cuộc sống của Dung ít nhiều là nhờ vào YouTube nữa. Cho nên là Dung nghĩ rằng YouTuber không phải bây giờ mình làm rồi mình mới nói, Dung không có nhận mình là YouTuber hay gì hết. Nhưng mà Dung nghĩ cái nghề này cũng là một cái nghề. Vì sao người ta gọi là người sáng tạo nội dung là như vậy?
Cho nên mọi người đừng có nghĩ rằng là mọi người, việc của mọi người chỉ đơn giản là xem video clip của người ta, thấy hay thì mình like thôi, chỉ tới đó thôi. Nên mọi người đừng, về có nhiều người hiểu sai rằng là các bạn đang trả tiền cho những người làm YouTuber, là Dung thấy nó thật vô lý và không đúng. Tại vì người trả tiền cho YouTube là người trả tiền cho những người làm YouTube, không phải là các bạn. Và bạn có thể hôm nay bạn follow người ta nhưng mà ngày mai mình không còn follow họ nữa. Cho nên đừng có nghĩ rằng là cái việc đóng góp của mình là một cái gì đó to tát. Tất cả mọi thứ đều có sự tương tác, trong bất kỳ một mối quan hệ nào đều có sự cho nhận qua lại hết. Nên trước khi mình nhận một điều gì đó thì đừng nghĩ rằng là những điều mình cho là lớn lao, Dung nghĩ là như vậy. Hoặc là cũng giống như là mọi người tự động nhấn nút theo dõi và like cái kênh của họ, chứ họ, những người làm cũng không hề biết rằng bạn là ai. Cho nên không ai ép chúng ta phải ở lại hoặc là ra đi, hay là phải follow người này và không follow người kia. Tất cả đều là quyền tự do của mỗi người. Cho nên Dung nghĩ rằng là có cung thì có cầu, có cầu thì có cung. Nhưng mà trước khi mình đòi hỏi một cái điều gì đó từ người khác, hoặc là mình phê phán một cái điều gì đó từ người khác, thì mình hãy xem lại chính bản thân mình đã thực sự hoàn thiện chưa. Đó. Và video đến đây hôm nay là hết. Chỉ có hai điều mà Dung muốn nhắn nhủ với mọi người như vậy thôi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, và Dung hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip tiếp theo nha. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.